co cứng cái nhóm gân cơ tứ đầu đùi với cả gân bánh chè đây. Đặc hiệu của một cái vỡ vỡ xương của khớp gối. Đây nó cứng sơ này, như dây cháo luôn này. Cơ này bình thường nó mềm mại nên bây giờ sắp thành gân đến nơi rồi. Được 40 độ. Thang điểm 10 bao nhiêu trên 10 ạ? 8 trên 10. Ôi giời. Thế thì nó lại nhiều quá. Thêm được 10 độ nữa. 50. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Khi em bị đau bung điểm ở dây chằng chéo, bao lâu sau thì em được phẫu thuật? Em bị một ngày sau thì được phẫu thuật. Ngày được phẫu thuật luôn. Vâng. Em bó bột trong bao lâu? Trong 3 tuần ạ. Trong 3 tuần mình lúc đấy mình không gấp duỗi gì cả. Vâng, chỉ tập được mỗi cử động ngón chân thôi, còn toàn bộ là không cử động được ạ. Sau 3 tuần bó bột đó thì em bỏ ra bắt đầu thì tập gấp duỗi. Chưa ạ. Thì em đi bác sĩ hẹn em đi khám lại thì bác sĩ yêu cầu em nẹp thêm 1 tuần nữa cố định. Thì bác sĩ bảo em lớn tuổi rồi nên là ý là nhiều tuổi thì nó chưa nó chậm liền hơn. Tổng là em đã bó bột là 8 tuần, 4 tuần. Bó em tập gấp duỗi được 2 tuần nữa đúng không? Và 2 tuần nữa thì nó vào được bao nhiêu độ? Tức là lúc ban đầu mà lúc mới tập ấy ạ thì nó chỉ lên được 1 tí lần này. Nhưng mà em cứ tập dần khoảng 10 phút sau thì em được khoảng 50 độ gì đó. Co chân lên thì gót chân nó vào đến đâu tương đương với cái chân này? Mới đầu co thì nó chỉ ít thế này thôi ạ. Sau em cứ tập dần một lúc như thế này. Ít thì tương đương này thì nó phải đến đây đúng không? Vâng. Thế nó bong được bao nhiêu em còn cái phim cái cũ đấy không? Em lại không mang theo cái hình ảnh ở đây. Tức là tại sao mình lại cần cái phim đấy? Để tức là mình đánh giá là khi bong điểm ấm dây chằng ấy thì thường ấy là nó sẽ tổn thương rất là nhiều cái bông chảy ấy. Đó. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề là mất gấp mất duỗi của mình và nó cứng gân cơ như thế nào. Đấy, vấn đề của nó là đấy thôi. Để mình xem cái mức độ đánh giá cái mức độ tổn thương của cái bông chảy nó như thế nào thì từ đó thì mình sẽ tiên lượng là sẽ tốt hơn. Và qua cái việc là bong điểm bám dây chằng đương nhiên là nó sẽ nhổ cả cái điểm bám xương lên đúng không? Thì đương nhiên chắc chắn là nó sẽ dập cả cái mâm chảy rồi. Và nó dập cái mâm chảy thì cái tỷ lệ nó cứng như thế này là dễ hiểu thôi. Nó là đương nhiên nó sẽ phải như thế. Và nhất là em lại còn được bó bột hẳn 4 tuần rồi. Không gấp duỗi gì nữa thì đương nhiên nó sẽ như vậy. Đây tạo đó. Cái này. Cái bánh chè nó lắc mềm mại này mà. Ừ. Bên này nó cứng ngắc này. Gần như không xoay được. Nó chỉ di chuyển một tí tẹo. Như này nếu mà làm như thế nó nhói ở bên trong xương. Đây đấy cái chỗ đấy ạ. Nhói đau lắm. Ở đây. Đau đấy nó co rất co ở trong này. Đây này. Đây, co cứng cái nhóm gân cơ tứ đầu đùi với cả gân bánh chè đây. Đúng đặc hiệu của một cái vỡ xương của khớp gối. Đúng khớp do co rút cái nhóm gân cơ. Đây nó cứng sơ này, như dây cháo luôn này. Cái cơ này bình thường nó mềm mại nên bây giờ sắp thành gân đến nơi rồi. Cái này thì tỷ lệ mà để em đạt được như ban đầu thì nó khoảng bao nhiêu %? Nó phụ thuộc vào cái cơ địa của em tập như thế nào. Có chăm sóc đủ nhiều cho nó không? Để đâu? Bây giờ là mới đang có được 40 độ. Đau nhỉ? Nó vừa đau vừa nhói. Nó gọi là đau buồn đúng không? Cấu tạo của khớp gối bên trên này là đầu dưới của xương đùi nhá. Dạ. Đầu dưới này là đầu trên của xương chày này. Đây là dây chằng bên trong là dây chằng bên ngoài này. Bên trong là xương chân ngoài này. Và đây là dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Khi dây chằng nó bám vào xương này nó nhổ ra thì kiểu gì đây cả lên nhá, nó phải nhổ hết cả cái chỗ này lên. Khi nhổ chỗ này là nó còn phải dập lên tận xuống dưới này nữa cơ. Đấy. Thế rồi bây giờ em phải cái lộ trình của em thì nên bây giờ hiện tại bây giờ kiểm tra này thì thấy rằng là em đã sơ cứng toàn bộ cái gân bánh chè này. Khi co vào nó cứng như gỗ đây rồi. Và cái cơ tứ đầu đùi này đấy nó co lại và nó cứng như dây chảo, như cái đám này, cái nhóm cơ thẳng đùi này nó là cái cơ nó đẹp thế này thôi. Thế nhưng đến bây giờ này nó cứng là như gân rồi. Tất cả những cái gân quanh bánh chè nó cứng ngắc như thế này nó cũng hạn chế được cái việc mình gấp duỗi. Cái thứ ba nữa là co cứng toàn bộ cái nhóm gân cơ chân ngỗng này. Đây là cái phần mà bác sĩ lấy cái gân này để làm cái dây chằng tre. Bên cạnh đó thì nó lại cứng cả cái gân cơ của cái giải chỗ chày này nữa. Cả gân cơ giải chỗ chày ấn nó đau này. Đau. Đó, đau nhiều đấy. Đó. Nó cũng làm khó khăn cho mình vấn đề gấp lại. Cả gân nhị đầu này nữa.
và nó còn cả cái gắm gân cơ bụng chân này nữa. Đó. Cơ bụng chân trong ngoài nó cứng hết tất cả mọi cái. Thì vấn đề là của em là bây giờ sau khi em đã tập được 2 tuần thì nó tiến triển tương đối tốt. Nhưng mà sau đến tuần thứ 3 nó bắt đầu nó lì lại đúng không? Gần như nó sơ cứng lại. Bây giờ mình sẽ phải làm rất là nhiều thứ để cho nó mềm ra. Cái điều đầu tiên ấy là mình tập phải tích cực hơn. Cái thứ hai nữa là mình phải trị liệu cho tất cả những gân cơ này nó mềm mại ra. Nó chống viêm, bây giờ nó cứng, co cứng, nó sơ cứng lại như này. Nó phải mềm mại ra và để mình tập. Khi mình tích cực mình tập mà tập cái này nó phải tập liên tục. Vì cái này cứ quá 3 tiếng là nó sơ cứng lại một lần. Gần như là mình 2 tiếng mình phải tập một lần rồi. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình cứ tập thế mà dấu hiệu mà nó bắt đầu lại lì lại. Thì lúc đó là mình cần phải tiêm huyết tương tiểu cầu cho tất cả những gân cơ này này. Cả cho nội khớp này. Cả gân cơ này thứ nó mềm ra mình tâm lý tập tiếp rồi nó mới vào tiếp được. Và cái vấn đề tập như thế nào thì đây một số những bài tập như em cũng đã xem nhé. Chính là vấn đề mình tập trong cái gân cơ này là chính này, thì dùng cái phương pháp giữ nghỉ mình trong cái sức chịu đựng của mình là mình vẫn tập thế như thế nhá. Như trường hợp như của em bây giờ em mới gấp được có 40 độ thôi. Em gấp được 40 độ thôi mà bây giờ nhấc lên là nó đau. Bây giờ em sẽ tập ngoài ra vấn đề nha, em sẽ tập vẫn là phương pháp giữ nghỉ. Đấy gấp cái bàn chân vuông góc với cẳng chân. Nhấc cái cẳng chân lên, nhấc mạnh lên. Thấy nó khỏe được hơn tí không? Nhấc lên như này, em giữ đến khi nó mỏi nhừ cái cơ này ra. Em thả ra cho nó ngả xuống. Đó, khi thả ra cho ngả xuống thì mình dùng cái chân này mình đè chân này lên, đè nó xuống. Đè nhẹ vừa phải thôi, không cần phải quá mạnh. Nó tạm thời nó hơi đau hơi căng là được. Rồi, em giữ 5 giây, xong rồi em lại đá lên. Đấy, tập như thế, lại giữ 5 giây. Rồi, nó mỏi nhừ ra, Rồi bắt đầu là mình hạ xuống thì mình lấy cái chân này đè lên luôn. Cứ như thế, tập như vậy thôi. Đấy, sau khi là mình được cái này được, mình sẽ tập những cái món khác nữa. Sơ bộ là như vậy. Đây là em còn đắp thuốc lá, anh thấy cái chỗ này em đắp thuốc lá thế bẩn chỗ này. Đúng rồi đấy, em đắp mấy hôm xong nó dịu, ngứa của em phải dừng. Ờ, đấy dừng đấy, khi mà em đắp thuốc lá vào em thấy nó gấp và nó khó khăn hơn đúng không? Dạ. Đúng không? Đang bình thường mình đang tập nó đang vào nhưng em thấy nó sưng lên thì em đắp thuốc lá vào đúng không? Dạ. Có nó sưng, có nó đau thật. Dạ. Nhưng mà nó không vào. Nhưng mà nó lại cứng lại đúng không? Dạ. Rồi, đấy là một cái mà bác sĩ cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn một số những vấn đề là thuốc nam thuốc lá trong một số những cái bệnh lý cụ thể thì có thể là sẽ rất tốt. Nói gì đi chăng nữa thì những cái thuốc gia truyền hay là những thuốc của nhiều năm nay của ông bà để lại thì cũng rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉ tốt trong từng cái bệnh cụ thể mà thôi. Đó, như trường hợp như của vị khách này của bác sĩ thì thấy rằng là sau khi đấy là cũng sau khi phẫu thuật bong để bám dây chằng chéo trước thì cũng đương nhiên là cũng bị cứng khớp. Đương nhiên cũng bị cứng khớp thì cũng đang gấp chuỗi từ vào rồi. Thế nhưng vì bạn có hơi đau rồi là sưng lên thì cũng có đắp thuốc nam thuốc lá gì vào đây. Thế sau đó thì đắp thì nó đỡ sưng một chút xíu nhưng mà nó cứng lại khớp hơn, cứng nhiều hơn. Thế cho nên là bác sĩ cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn là trong một số những vấn đề về bệnh lý về tại khớp ấy, những cái vấn đề về tại khớp ấy thì chúng ta không nên đắp thuốc nam thuốc lá hay là những cái thuốc không rõ nguồn gốc. Đấy, những cái gì mà chúng ta sử dụng mà không rõ nguồn gốc thì chúng ta không nên sử dụng. Thì đấy là một cái mà rất là phiền toái. Đương nhiên là của bạn ấy cũng là một cái vấn đề khi mà dập cái mâm chày cái thứ này nó cũng dẫn đến cái việc mà sơ và nó cũng làm cứng những cái gân những cái cơ này nhưng mà cái thuốc nam thuốc lá thì thấy luôn cái giá trị nó đắp xong rồi thấy cứng luôn đúng không? Đó, cái vấn đề là như thế, mình cũng lưu ý một chút xíu. Thêm được 10 độ nữa, 50. Hết chưa? Kịch rồi đúng không ạ? Vâng. Thế hôm bữa thì vẫn không vấn đề gì. Bắn khá là nhiều và kỹ rồi. Kim thể số được nhiều hơn rồi đúng không ạ? Số được nhiều hơn rồi nó không bị đau. Vâng. Lúc nãy để cái kia là nó bị đau. Bước vào chân rất là dê. Đi lại thử xem là. Vâng, đặt vừa phải chân đấy. Đặt chân xuống. Ở nhà này không dám bỏ đẹp ra. Vâng. Tại vì em sợ. Sau lúc sáng mà nó khó chịu 10 phần mà xong bây giờ làm xong rồi thì nó đỡ khoảng nó dễ chịu được mấy phần? Tương đối ạ. Khoảng thang điểm 10 thì bao nhiêu trên 10 ạ? 8 trên 10. Ôi giời, thế thì nó lại nhiều quá à? Cảm giác được giải thoát rồi.
bình thường là mình giơ chân đây là rất khó này, chỉ có thể là giơ ngang như này hoặc là giơ ở sau thì giơ được, nhưng mà giơ thẳng lên như này là nếu mà bỏ nẹo ra là bỏ nẹo ra là không, hầu như không giơ được như này. Vâng, chị cứ đi tức nhấc chân lên bình thường, đi lên bước ngắn cũng không phải dài lắm đâu. Bình thường là phải có đẹp thì mới nhấc được chân lên trước. Thì mình tạm dừng buổi ngày hôm nay ở đây chị nhé. Anh em chơi thể thao sẽ để chăm sóc những buổi tiếp theo. Vì thực ra thì cái này nó cũng cần mất nhiều thời gian nhé.